Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Tế dự có Phó Chủ tịch Ủy ban sân Thành phố Lê Khắc Nam trên quan điểm đổi mới căn bản toàn diện và xây dựng giáo dục đào tạo Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao hàng đầu vùng duyên hải Bắc Bộ đồng thời nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực nhân tài gắn với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch giáo dục đào tạo Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng mục tiêu cụ thể về quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ở các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nguồn vốn thực hiện quy hoạch là hơn 150.000 tỷ đồng và diện tích đất thực hiện quy hoạch khoảng 420.000 ha. Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam khẳng định, quy hoạch giáo dục và đào tạo có ý nghĩa quan trọng và là cơ sở để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội đã được Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ thành phố đề ra. Đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương phổ biến quy hoạch sâu rộng để tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm trong thực hiện, đồng thời quản lý, hướng dẫn thực hiện quy hoạch và đề xuất điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tế các sở ngành địa phương cần chủ động đưa nội dung quy hoạch vào kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo theo dõi kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch dành quỹ đất cho xây dựng bố trí ngân sách cho giáo dục góp phần xây dựng hải phòng trở thành thành phố cảng xanh văn minh hiện đại